Thưa quý vị và các bạn, phục hồi, phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19 là ưu tiên của tỉnh Ninh Thuận hiện nay. Trong đó, tỉnh ưu tiên phát triển nhóm ngành kinh tế trụ cột, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và đặt yếu tố con người làm trung tâm trong vận hành chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đây là giải pháp sáng tạo trong điều kiện nguồn lực của tỉnh Ninh Thuận vẫn còn hạn chế và phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Ninh Thuận đã đón gần 1,5 triệu du khách, thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ. Mới đầu kỳ nghỉ hè, nhưng nhiều resort khách sạn ở Ninh Thuận luôn chật kín du khách. Nhiều du khách lựa chọn Ninh Thuận cho kỳ nghỉ của gia đình bởi đây là vùng đất có nhiều cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, khác biệt và không khí trong lành. Khí hậu ở đây rất là đẹp. Cái thứ hai là tỉnh Ninh Thuận ở đây thì gần như cái mức độ ô nhiễm rất là thấp. Nó không như những cái ở trong Sài Gòn hay Đồng Nai độ ô nhiễm xe cộ. Ở đây nó có biển, nó có gió, ít xe thì nó làm cho cái mình cảm thấy rất là dễ chịu. Vì dịch Covid nên sau 2 năm tôi mới trở lại Ninh Thuận. An toàn dịch bệnh, khí hậu trong lành, con người thân thiện đã khiến tôi quay trở lại đây cho kỳ nghỉ của mình. Đẩy mạnh kết nối du lịch, giới thiệu quảng bá cho du khách về những giá trị khác biệt đầy hấp dẫn của Ninh Thuận. Đây là những yếu tố quyết định để Ninh Thuận thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ta làm những cái việc khác biệt hơn những cái nơi khác. Tôi lấy một cái ví dụ, Nha Trang thì luôn luôn quảng cáo biển đảo. Nhưng mà Ninh Thuận chúng ta có vườn quốc gia, núi Chúa được UNESCO công nhận. Đó là một cái việc mà quảng bá rất là thông minh cũng như là đẳng cấp thế giới. Thời điểm này hoạt động du lịch của Ninh Thuận gần đạt đỉnh như thời gian trước dịch Covid-19. Điều này thúc đẩy thị trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng bật lên mạnh mẽ. Các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp được đưa vào sử dụng, hàng loạt khu du lịch khác có mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng được khởi công đẩy nhanh tiến độ. Nhiều doanh nghiệp đã nhìn thấy tiềm năng của du lịch Ninh Thuận để tập trung đầu tư, đón đầu xu thế phát triển. Ninh Thuận vừa có sa mạc, vừa có thảo nguyên, có thêm lục địa nông là nơi lý tưởng để lướt ván diều. Và đặc biệt, nơi đây có nền văn hóa Chăm rực rỡ, các lễ hội KT hay là làng gốm Bảo Trúc, làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp vẫn còn tồn tại. Và có rất nhiều câu chuyện để kể cho du khách, hấp dẫn du khách. Ninh Thuận cũng là nơi mà thuận tiện về giao thông, kết nối vùng đối với Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bình Thuận. Bởi vậy, chúng tôi thúc đẩy mạnh cái tiến trình đầu tư tại Ninh Thuận. Ngành du lịch phục hồi đã thúc đẩy các chỉ số xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Cụ thể, chỉ số công nghiệp xây dựng tăng 5,8%, thương mại dịch vụ tăng 17,3%, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cũng sôi động trở lại. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh đã có 248 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 37% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 58,9%. Doanh số cho vay từ các ngân hàng thương mại đạt 34.000 tỷ đồng, tăng 664 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Ngoài ra, tỉnh còn đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Đến nay, các công trình trọng điểm của tỉnh đã gần hoàn tất giải phóng mặt bằng, bố trí đủ nguồn vật liệu và giải ngân vốn đầu tư công được 740 tỷ, đạt trên 30% kế hoạch năm. Các chỉ số này cho thấy kinh tế Ninh Thuận không chỉ phục hồi mà còn phát triển mạnh mẽ. Những cái biện pháp mà linh hoạt trong điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đó, thì chúng tôi đặt ra một số cái công việc quan trọng, đó là rà soát lại một số cái nhóm ngành trụ cột trong phát triển kinh tế và mang tính cạnh tranh cũng như là thế mạnh của địa phương để tập trung các cái công việc triển khai một cách tốt nhất. Thứ hai thì chúng tôi cũng thấy rằng là hiện nay các cái doanh nghiệp vẫn còn có những cái khó khăn nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh cũng như là các cái dự án đầu tư, thì chúng tôi rà soát lại và tập trung cao nhất cho cái việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các doanh nghiệp theo cái tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xác định các giải pháp phân công trách nhiệm cụ thể, vận hành một cách quyết liệt và đồng bộ, đây được xem là yếu tố quyết định giúp kinh tế tỉnh Ninh Thuận phục hồi và phát triển mạnh sau đại dịch COVID-19. Phương châm đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển hiệu quả được tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai,
bằng các giải pháp cụ thể trong 6 tháng cuối năm, với mục tiêu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra.